Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một tarot reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài tarot và oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và các đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay chủ đề mới của chúng ta sẽ là dự đoán ngày thứ tư, ngày 30 tháng 3 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây là những trò bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở. Và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có ba món đồ vật tượng trưng cho ba tụ bài. Kẹo ngậm màu xanh là tụ 1, cái khẩu trang là tụ 2 và kẹo mậm màu vàng là tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ ha. Rồi bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai, xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những bạn đã chọn viên kẹo ngậm màu xanh này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi ngày thứ tư 30 tháng 3 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây là những trải bài chung, không phải là trải bài riêng, cho nên mình sẽ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều năng lượng. Mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, có thể đúng với bạn và không đúng với bạn nhưng đúng với người khác. Thì các bạn hãy xem với tâm thái là tham khảo và giải trí thôi ha. Rồi, liên kết năng lượng các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người rất là thông minh, trí tuệ và sáng tạo. Các bạn là những người từng trải, các bạn là những người trung thực ha, có sự nhạy bén. Đồng thời các bạn là những người thẳng thắn, sòng phẳng. Và các bạn là những người thích sự công bằng, thích sự thật và ghét sự lừa dối. Đồng thời mình thấy là cuộc sống các bạn thì các bạn nên có cái sự gọi là kiểm soát bản thân, kiểm soát lời nói, hành động và kiểm soát cái cảm xúc. Cái tính bốc đồng của bạn, cái tính nóng của bạn một cách tốt nhất ha, để cho mọi thứ trong cuộc sống của bạn nó vận hành một cách trơn tru, một cách tốt đẹp. Mình thấy trong cuộc sống của các bạn đang có những cơ hội được đem đến, giúp bạn có sự nhiệt tình, sáng tạo, tự tin, đam mê trong công việc ha. Đồng thời mình thấy là có cái sự hài lòng, thỏa mãn luôn. Có thể là cơ hội này đem đến cho bạn một cái sự gọi là nhiệt huyết, cái sự đam mê, cái niềm phấn khích, phấn khởi. Và đồng thời mình thấy là trong cuộc sống các bạn hình như là các bạn gặp được ai đó khiến cho bạn có sự xao xuyến, có sự xao động và hai người có tình cảm với nhau ha. Một bạn số bạn nữ thì có thể là bạn nam trao tình yêu cho các bạn nữ ha, hoặc một số bạn nam thì có thể là tìm thấy được một người mà thấy phù hợp với bản thân bạn, và bạn có sự nhung nhớ, có sự gọi là muốn chủ động tán tỉnh tỏ tình ha. Đồng thời mình thấy một điều là các bạn nam là những người rất là lãng mạn, nhiệt tình. Là những người rất là điềm tĩnh và khá là nhạy cảm ha, rất là thấu hiểu ha, đào hoa ha, lãng mạn. Còn bạn nữ là những người rất là ngay thẳng, đàng hoàng, trung thực, đâu ra đó đàng hoàng ha, là người từng trải và rất là thông minh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem coi diễn biến ngày thứ tư, ngày 30 tháng 3 năm 2022 của các bạn sẽ như thế nào ha. Wow. Mình thấy một số bạn á, có liên quan đến chuyện tình cảm ở đây ha. Thì mình thấy trong cái ngày thứ tư này sẽ có một buổi nói chuyện giữa các bạn nam, các bạn nữ, nó giờ mình miêu tả ha. Thì có buổi nói chuyện, có sự thấu suốt, thấu rõ mọi điều và đưa ra một cái quyết định đúng đắn cho cái mối tình này. Đồng thời là mình thấy là các bạn sẽ có sự suy nghĩ sâu sắc, thấu suốt, làm sáng tỏ mọi sự và bày tỏ những cái nỗi lòng, những cái quan điểm của bạn cho đối phương hiểu một cách khôn khéo hơn ha. Đồng thời hai bạn là những người đã có sự giác ngộ, trưởng thành, sâu sắc trong lời nói và trong hành động rồi. Mình thấy các bạn nam sẽ có cái phần gọi là hơi là khô khan, nhưng mà
Và các bạn nữ là những người rất là muốn trao đi tình yêu, là những người rất là lãng mạn, ngọt ngào, là những người biết thấu hiểu ha. Thì có thể là trong cái ngày này thì hai bạn sẽ buổi nói chuyện với nhau. Bạn nam là một người hơi là gia trưởng, nhưng là bạn là một người giữ một vị trí quan trọng trong cuộc sống, trong cơ quan. Bạn là một người thông thái, có nhiều kinh nghiệm, là một người dẫn dắt, lãnh đạo. Thì có thể là trong cái buổi này các bạn sẽ thông thái hơn, biết nói chuyện với nhau, rồi sẽ làm rõ hết tất cả các vấn đề mà các bạn vẫn chưa có giải quyết được. Tại vì trong cái chuyện tình cảm này mình thấy bạn nữ cho đi rất là nhiều, bạn có sự gọi là nghi ngờ, có sự gọi là băn khoăn, lo âu, lo lắng, không biết chuyện tình này nó sẽ đi về đâu. Bạn có sự gọi là bị trói buộc bởi những cái sự tiêu cực ở trong bạn, trói buộc bởi những cái suy nghĩ, những cái điều khiến cho bạn buồn phiền ha, bạn không tìm được hướng đi. Có thể hai bạn này đã ngắt kết nối với nhau rồi ha. Mình thấy hình hình bóng của người người cũ, cái người mình có cái sự ngắt kết nối các bạn á, quay trở lại nói chuyện các bạn ha, và hai người sẽ tìm được hướng giải quyết, sẽ tìm được cái giải pháp cho cái vấn đề các bạn. Và đồng thời là mình thấy các bạn nữ, các bạn nên tự tin ở bản thân mình ha, đừng có sự nghi ngờ bản thân, mà hãy có cái sự gọi là tích cực, lạc quan trong cuộc sống này. Các bạn nữ là những người có cái trực giác tâm linh khá là cao, thì các bạn nên lắng nghe cái tiếng nói con tim của bạn, đừng có nghe theo nỗi sợ, nó sẽ khiến cho bạn rất là mệt mỏi. Có thể là tình cảm này có thể là ngắt kết nối do các bạn nữ cho đi quá nhiều, các bạn nam thì hơi vô tâm. Các bạn nam thì bạn thích dành thời gian riêng để tìm tòi nghiên cứu học hỏi, thì có thể là bữa thứ tư này các bạn có buổi nói chuyện với nhau á, có sự quay trở lại ha. Rồi còn trong công việc thì hình thấy có một số bạn, ví dụ như bạn chưa tìm được công việc, thì có thể là bạn có sự gọi là buồn buồn phiền, mệt mỏi, hoang mang, trằn trọc đêm khuya, rồi bạn cảm thấy mù đường, không tìm được hướng đi cho bản thân mình. Thì mình thấy có thể là có một ai đó, có thể là ba bạn ha, hoặc là ba mẹ bạn sẽ giúp đỡ cho bạn như có những cái lời khuyên rất là hữu ích, chia sẻ giúp cho bạn vực dậy ha. Hoặc có thể là các bạn sẽ tìm được một cái người thầy tinh thần, một người sẽ hỗ trợ giúp cho bạn có một cái sự lạc quan tích cực trong cuộc sống này. Mà bạn sẽ tìm được cái hướng đi, và bạn sẽ có sự quyết đoán mạnh mẽ, tự tin cho cái hành trình trong công ăn việc làm các bạn. Thì mình thấy một số bạn thì có cơ hội, một cơ hội công việc đem đến. Có thể là người sếp của các bạn là một người khá là quyết đoán, tự tin, và là những người làm việc theo nguyên tắc khuôn khổ đàng hoàng ha. Thì các bạn hãy làm việc một cách chăm chỉ, siêng năng, cần cù, và hãy là một người trung thực, đầy sự uy tín ha. Và cái người sếp này họ rất là quan tâm, nhưng mà họ có cái sự gọi là khá là nguyên tắc, họ sẽ quan sát bạn rất là nhiều. Bạn chỉ cần thể hiện hết những khả năng làm việc một cách tận tụy, có trách nhiệm, chăm chỉ, đàng hoàng thì bạn sẽ thành công thôi. Đồng thời là mình thấy là các bạn cũng sẽ tương tác, có thể là sếp nam, hoặc là các bạn sẽ có một cuộc phỏng vấn gồm hai người sếp, một sếp nam, một sếp nữ. Sếp nữ thì rất là nhẫn nại, có sự nhân từ, có sự bao dung, có sự gọi là ngọt ngào, có lòng trắc ẩn, luôn thích chia sẻ giúp đỡ người khác. Có thể người này sẽ cho bạn những lời khuyên rất là hữu ích nè. Hoặc hai người này sẽ có đưa đến cho bạn một cơ hội công việc, giúp bạn có sự tự tin hơn, quyết đoán mạnh mẽ hơn. Bạn sẽ chặt bỏ những cái điều tiêu cực không còn mà phục vụ cho đời sống của bạn nữa. Bạn sẽ đứng dậy để thể hiện được cái lòng nhiệt huyết của bản thân, giúp cho bản thân phát triển ha. Thì có thể là một số bạn mình thấy sẽ đảm nhận có vai trò gọi là lãnh đạo, hoặc là đào tạo cán bộ, nhân viên. Bạn nghi ngờ bạn không làm được, nhưng mà mình thấy là bạn có khả năng làm được. Bạn cứ tự tin ở bản thân và cái những cái kiến thức mà bạn có, rồi bạn có sự gọi là học hỏi thêm, trau dồi thêm kiến thức, và bạn có thể lãnh đạo, có thể là dẫn dắt người khác, giúp cho người khác có một sự phát triển trong cuộc sống này ha, giúp cho họ có động lực, có sự vực dậy bản thân ha. Đồng thời mình thấy một số bạn ở đây có sự nghiên cứu về mảng tâm linh tinh thần ở đây ha. Một số bạn thì khá là thông thái, có trực giác. Bạn cũng không biết con đường này để dẫn bạn đi đến đâu, nhưng mà bạn sẽ có cái sự cố gắng kiên trì cho cái hành trình tâm linh tinh thần này ha. Rồi.
Nói chung cái nghề này thì mẹ các bạn hãy có cái sự gọi là thông minh, trí tuệ, sáng suốt, suy nghĩ thấu đáo đàng hoàng, suy nghĩ kỹ trước khi nói ha, rồi có cái sự kiểm soát lời nói hành động của mình, bình tĩnh giải quyết vấn đề ha, và tự tin ở bản thân mình, phải có sự gọi là dịu dàng hơn bản thân mình, ngọt ngào lãng mạn, giúp đỡ người khác. Hãy kiểm soát cái tính nóng bốc đồng của mình ha. Hãy ngừng suy nghĩ cỡ 5 giây hãy nói ha. Lời khuyên cho các bạn tụ một. Bạn hãy quyết định cái gì mà bạn thực sự mong muốn. Bạn có cái sự thông minh, sự khéo léo để làm được cái điều đó ha. Hãy luyện tập cái sự trung thực, ngay thẳng ở trong bạn, và hãy thực hành cái sự công bằng liêm chính ha. Bạn có nhiều cái trách nhiệm trên vai và bạn có thể đảm nhận chúng rất là tốt ha. Hãy tự tin vào bản thân mình. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký, bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là những bạn đã chọn khẩu trang ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ hai để xem dự đoán ngày thứ tư, ngày 30 tháng 3 các bạn năm 2022 sẽ diễn ra như thế nào. Và đây là những trải bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người, không phải là trải bài riêng. Cho nên mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, có thể đúng với các bạn hoặc không đúng với các bạn, nhưng sẽ đúng với người khác. Và các bạn hãy xem với tâm thái là tham khảo và giải trí ha. Liên kết năng lượng các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là những người rất là đam mê kiếm tiền, những người rất là chăm chỉ, siêng năng, cần cù, tỉ mỉ, rất là khéo léo, làm việc theo khuôn khổ nguyên tắc đàng hoàng. Các bạn là những người rất là thực tế, ít nói làm nhiều. Các bạn là những người biết cách quản lý chi tiêu một cách hợp lý. Mình thấy một số bạn ở đây có khả năng các bạn đang ở nước ngoài và các bạn đang có sự mong ngóng, có sự gọi là nhung nhớ quê nhà, muốn về quê thăm gia đình. Hoặc là một số bạn thì có khả năng mong muốn được xuất khẩu lao động hay đi lao động xa, đi làm xa, đang chờ tin tức ha. Mình thấy là trong cuộc sống bạn có một cái niềm hy vọng nào đó đang được chiếu sáng. Có thể là bạn, một số bạn đây có khả năng kiếm tiền được rất là nhiều nha, biết nắm bắt cơ hội, thời cơ. Mình thấy là cuộc sống của bạn có nhiều cái sự hy vọng ở đây ha, có sự lạc quan, tích cực ở đây. Đồng thời là mình thấy dường như các bạn có một cái ý định, một cái ước muốn gì của các bạn đã trở thành sự thật. Bạn có sự gọi là phấn chấn, hạnh phúc, vui vẻ, có sự gọi là muốn lan tỏa tình yêu thương, muốn chia sẻ với người khác. Một số bạn ở đây có khả năng là một người có cái sự tầm ảnh hưởng khá là nổi tiếng trong cộng đồng của các bạn ha. Rồi, diễn biến ngày thứ tư, ngày 30 tháng 3 năm 2022 các bạn sẽ diễn ra như thế nào? Mình thấy một số bạn thì có nhiều cơ hội được đưa đến cho bạn ha. Có thể là cơ hội công việc làm mà bạn đang có sự phân vân, không biết là nên lựa công việc nào phù hợp với bạn nhất. Và đồng thời mình thấy bạn có nhiều ấp ủ, có nhiều cái, một số bạn làm trong lĩnh vực sáng tạo thì mình thấy bạn có nhiều cái sáng tạo độc đáo hơn nữa. Nó là rất là tốt, phát triển cho bản thân bạn, cho cái công việc của bạn ha. Còn những bạn mà có nhiều ấp ủ nguyện vọng thì mình thấy các bạn nên tập trung vào một lĩnh vực mà bạn cảm thấy là bạn giỏi nhất, bạn có khả năng, hoặc là tập trung một cái công việc bạn cảm thấy là bạn có khả năng gắn bó với nó nhiều nhất, đem đến cho bạn cuộc sống ổn định vật chất tiền tài, đem đến cho bạn cái niềm vui, sự gắn bó lâu dài, đam mê phát triển. Đồng thời các bạn có sự phân vân, có sự lựa chọn giữa hai quyết định. Và các bạn đang dành thời gian để suy nghĩ ha, chưa tìm được
cái quyết định nào là đúng đắn, cái lựa chọn nào là chính xác đối với bạn ha. Và các bạn cần phải có sự gọi là kỹ lưỡng, xem xét vấn đề thật là kỹ tỉ mỉ cho mình ha, để không có sự gọi là hối hận sau này. Đồng thời mình thấy hình như cũng có điều gì nó khiến cho bạn cũng khá là buồn phiền. Thì các bạn cần phải đi sâu vào nội tâm để tìm ra câu trả lời, nghe theo tiếng nói nội tâm của bạn, nghe theo trực giác của bạn ha. Bạn là một người khá là thông thái, có thể một số bạn ở đây sẽ tìm tòi học hỏi về tâm linh tinh thần, và các bạn có sự hướng về cái lĩnh vực tinh thần nhiều hơn. Một số bạn sẽ học hỏi nghiên cứu thêm về các khóa học giúp bạn phát triển kỹ năng, giúp bạn phát triển về khả năng ngoại ngữ hay gì đó. Mình thấy bạn có sự học hỏi gì ở đây nè. Bạn là một người có cái tiềm năng, có nhiều khả năng tiềm tàng chưa có phát triển, thì các bạn cần phải phát triển hết những cái điều đó ha, để không có sự uổng phí ha. Một số bạn thì làm trong lĩnh vực tinh thần, có thể là một người khá là nổi tiếng trong cộng đồng các bạn, có thể là tarot reader hoặc là Lightworker hoặc là healer gì đó. Mình thấy có một cái cơ hội nào đó trong cái thứ tư này đem đến cho các bạn, các bạn có sự gọi là suy nghĩ kỹ lưỡng để lựa ra một cái cơ hội gọi là nó mang tính hợp với bạn nhất, nó phù hợp với bạn trong thời điểm hiện tại nhất ha. Đồng thời mình thấy một số bạn thì có một cái chuyến đi du lịch, hoặc là các bạn có sự di chuyển trong công việc, và các bạn có sự gọi là đi đâu đó ha. Và là các bạn có những cơ hội công việc, chứ bạn có sự phát triển. Đồng thời nó đòi hỏi bạn phải siêng năng, chăm chỉ, tìm tòi học hỏi nghiên cứu thật là nhiều. Và nếu có ai mời bạn đầu tư hay gì đó, thì mình thấy các bạn nên đừng để những cái lợi trước mắt nó che mắt bạn nha. Bạn hãy kỹ lưỡng xem xét xem cái người đó có đáng uy tín, có đáng tin cậy để bạn đầu tư hay không. Đừng đừng có cái sự gọi là bị che mắt, bị mù đường, nó sẽ khiến cho bạn bị đưa ra cái quyết định sai lầm, sẽ khiến cho bạn cảm thấy là hối hận, hối tiếc. Thì mình thấy cái cơ hội, một cái cơ hội nào đó, một cái điều gì đó đang được đưa đến cho bạn một điều khá là thú vị ha, sắp được hé lộ rồi. Đồng thời là có thể là cơ hội công việc nó đang tiến đến phía bạn. Rồi một số bạn thì mình thấy là các bạn cần phải tập trung công việc nhiều hơn, những công việc mà mang cái tính gọi là phải có sự xem xét tỉ mỉ á, như kế toán hay gì đó, sổ sách gì đó, các bạn cũng phải tập trung nha. Đừng có sự lơ đễnh hay mơ màng gì hết, hãy tập trung vào công việc. Và các bạn tránh ngồi tám nhiều quá trong ngày này, vì mình thấy các sếp của bạn đang có sự gọi là xem xét bạn rất là nhiều ha, xem xét cái hành động của bạn, xem xét cái cố sự cố gắng của bạn trong công việc đó. Một số bạn mình thấy có khả năng mua xe trong ngày này nữa. Rồi mình thấy có một cái câu chuyện tình yêu ở đây ha. Đó là một bạn nữ thánh thiện, trung thực, có tính nữ rất là mạnh, được nhiều người yêu quý, nhiều người mong muốn khao khát được người yêu của bạn. Tuy nhiên, bạn có sự yêu thương, nhung nhớ một người nam, một người này ở xa bạn ha. Người này rất là giàu có, rất là biết cách kiếm tiền, là một người biết nắm bắt cơ hội thời cơ, lão luyện trong thương trường. Đây là cái người thì các bạn nam trong đây là cái người đó, còn các bạn nữ á, là cái người nữ mình đang miêu tả ha. Thì các bạn nữ có sự nhung nhớ nè, có cái sự gọi là do dự, không biết là nên buông bỏ hay tiếp tục. Mình thấy hình như trong cái chuyện tình này hai bạn có cái sự ngắt kết nối với nhau, có sự buồn phiền, hoặc là không ngắt kết nối hay cũng có chiến tranh lạnh hay cái điều gì đó, hai bạn có sự buồn phiền với nhau. Thì mình thấy có một cái ngôi sao hy vọng trong cái chuyện tình cảm này ha. Có thể là trong thứ tư này một số bạn nam ở đây sẽ nhắn tin chủ động với các bạn nữ, sẽ tạo cho cái tình yêu này một cơ hội phát triển. Sẽ có nhiều cái dự định đưa ra, và các bạn nam có nhiều điều, có rất là có nhiều điều muốn nói các bạn nữ trong cái ngày này luôn, để giúp cho tình yêu này có sự phát triển, có niềm hy vọng, có sự lạc quan hơn, một cái khởi đầu mới tốt đẹp hơn, và các buổi hẹn hò ha. Và các bạn nam đang có dự định tiến về thăm các bạn nữ nữa đó. Thì mình thấy là các bạn sẽ giải tỏa được cái khúc mắc của các bạn ha, những cái điều mập mờ trong lòng các bạn hình như là sẽ được giải tỏa trong ngày này. Có thể có một buổi nói chuyện rõ ràng với nhau. Lời khuyên cho các bạn ha, mình thấy các bạn nữ làm trong lĩnh vực tâm linh tinh thần á khá là nổi tiếng. Các bạn nam thì khá là giàu có, biết cách kiếm tiền,
nguyên tắc khuôn khổ. Tuy nhiên một người cũng thích chia sẻ giúp đỡ người khác, cho người khác những cái lời chia sẻ, lời động viên từ những cái trải nghiệm mà họ đã vượt qua được ha. Còn những bạn làm trong lĩnh vực sáng tạo thì phải có sự tự tin hơn, bạn sẽ có nhiều cái ý tưởng sáng tạo hơn nữa, giúp cho công việc của bạn phát triển. Lời khuyên cho các bạn tụ hai, happiness, wow, sự hạnh phúc ha. Hãy là một người sống một cuộc sống thật là vui vẻ ha. Hãy là bậc thầy của việc tận hưởng cuộc sống này. Hãy giải thoát, buông bỏ những cái sự mong đợi và hãy tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Buông bỏ những cái điều lo lắng đi. Thay vì đó bạn hãy chọn tình yêu ha. Bạn hãy đầu hàng con sóng, hãy xuôi theo dòng, chấp nhận sự thật để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Đừng có sự chống đối gì hết ha. Những cái điều tốt lành, cái định mệnh tốt thì đang tiến về phía bạn. Những cái tình yêu định mệnh của bạn cũng đang tiến về phía bạn rồi đó. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký, bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những bạn đã chọn kẹo ngậm mật màu vàng này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ ba để dự đoán xem ngày thứ tư, ngày 30 tháng 3 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây là những trải bài chung, không phải là trải bài riêng ha, cho nên mình sẽ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều năng lượng. Mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, có thể đúng với các bạn và không đúng với các bạn, nhưng đúng với người khác. Thì các bạn hãy xem với tâm thái tham khảo và giải trí thôi ha. Rồi xin liên kết năng lượng các bạn tụ 3. Các bạn tụ ba, nếu mà các bạn làm trong cái lĩnh vực gọi là mang tính sáng tạo độc đáo thì bạn sẽ có nhiều ý tưởng giúp cho công việc của bạn phát triển rất là tốt đẹp ha, rất là thành công. Đồng thời bạn phải có sức mạnh ý chí kiên cường mạnh mẽ. Mình thấy là các bạn sẽ công việc của bạn khá là tốt, có nhiều cái sự ăn mừng chúc tụng chiến thắng ở đây, và các bạn có nhiều bạn bè, bạn có cái một vài cái buổi tiệc chung vui cùng với bạn bè của mình ha, và có sự gọi là họp mặt bạn bè ở đây ha. Đồng thời bạn có thể là bạn đang lấy lại được cái sức mạnh, cái sự hồi phục sức khỏe nếu mà trước đó bạn bị bệnh hay gì đó ha. Đồng thời trong cuộc sống của bạn thì bạn hãy có cái sự gọi là mình thấy bạn có nhiều khởi sự, nhiều ước vọng, nhiều tham vọng. Tuy nhiên bạn hãy có sự tập trung vào cái mảng mà bạn cảm thấy là bạn ưu tiên nhất ở thời điểm hiện tại, phát triển nó thật là tốt. Đừng có sự gọi là ôm đồm quá nhiều thứ và bạn sẽ bị sao lãng, bạn không thể tập trung phát triển cái gì hết ha. Hãy có sự tập trung vào một mảng thôi, hoặc là bạn mong muốn là buôn bán nhiều mặt hàng thì bạn hãy chọn một cái mặt hàng nào mà gọi là mang tính ưu việt nhất của bạn á để bạn phát triển nó ha. Còn một số bạn thì làm việc trong lĩnh vực gọi là giấy tờ pháp lý hay gì, các bạn cần phải có sự xem xét tỉ mỉ, thì bạn cần sự gọi là tập trung hơn vào công việc và đừng để đầu óc mình mơ màng quá ha, nó sẽ ảnh hưởng công việc của mình. Đồng thời một số bạn, nếu mà ai đó mà bạn đầu tư mượn tiền hay là gì đó thì bạn cần phải đừng để những cái lợi nhuận, cái điều béo bở trước mắt nó khiến cho bạn bị mù đường, bị che mắt. Bạn phải có cái sự gọi là tính toán kỹ lưỡng, điềm tĩnh, coi cái người này có thực sự là đáng để bạn đầu tư cho mượn nợ hay không, hay là gì đó. Chọn mặt gửi vàng nha. Một số bạn mình thấy có khả năng mua nhà, mua xe ha, hoặc đi ăn tiệc tiệc cưới, tiệc sinh nhật hay gì đó. Rồi, dự đoán ngày thứ tư 30 tháng 3 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Mình thấy trong ngày thứ tư này có khả năng là các bạn, những bạn mà đã rời bỏ công việc cũ á, có khả năng là bạn sẽ tìm được một công việc mới phù hợp với bạn, mà nó nâng cao cái sự sáng tạo, cái sự quyết đoán, cái sự tự tin ở trong bạn. Nó làm cho bạn được khai sáng, được có sự gọi là phát triển, thấy được cái sự hy vọng, giống như là cái công việc này là cái sự ao ước của bạn, thì bạn được giống như được trở thành sự thật, bạn nhận được cái công việc tốt đó. Và đồng thời mình thấy bạn có nhiều cái sự hài lòng thỏa mãn, rất là vui vẻ ở đây. Có thể là một người phụ nữ lớn tuổi, chững chạc trưởng thành,
có sự lòng trắc ẩn nhân từ, họ sẽ cho bạn những lời khuyên hoặc họ sẽ mang đến cơ hội này cho bạn ha, hoặc có thể đây là bạn ha, bạn luôn muốn chia sẻ với bạn người khác, và đây có thể là mẹ bạn nữa, mẹ bạn luôn rất là bao dung, luôn muốn che chở, luôn có sự gọi là động viên bạn, yêu thương bạn, yêu thương bạn rất là nhiều. Và mình thấy cái cơ hội công việc này nó sẽ giúp cho bạn có sự gọi là quyết tâm phấn đấu hơn, ham học hỏi hơn, tìm tòi hơn, và đồng thời bạn hãy khiêm tốn để học hỏi kinh nghiệm từ những người khác nữa ha. Đồng thời thì bạn hãy có sự khôn ngoan, tiết chế chừng mực trong lời nói hành động, hãy có sự thấu suốt làm rõ hết mọi điều trong suy nghĩ, tự tin lên ha, đừng có sự gọi là tiêu cực, tuyệt vọng, nghi ngờ bản thân gì hết, thì nó không có phục vụ, nó không có tốt cho bạn vào thời điểm này. Mình thấy thời điểm này bạn đã có sự gọi là phát triển rất tốt đẹp, những cái gì bạn mong muốn có thể là công việc hay là cái công việc bạn đang làm, hoặc là cơ hội công việc nó sẽ đến và giúp bạn có sự chiến thắng nè, hoặc là những cái kế hoạch dự án của bạn sẽ đạt được sự thắng lợi, có sự ăn mừng vui vẻ hạnh phúc ở đây ha, được mọi người ngưỡng mộ chúc tụng ha. Đồng thời một số bạn sẽ có sự tỏa sáng trong cộng đồng của các bạn luôn, một số bạn sẽ thấy được cái ánh sáng cuối đường hầm, tìm thấy được cái cơ hội cho bản thân mình ha, và quyết tâm để vượt qua thử thách trong gai để đạt được điều đó. Đồng thời là mình thấy một số bạn sẽ nhận được tiền nha, một số bạn làm trong lĩnh vực gọi là kinh doanh riêng, hoặc có thể là đi làm bình thường á, thì bạn sẽ nhận được cái món tiền này. Mình thấy đây là một cái khoản tiền khá lớn, có thể bạn được đánh lương ha. Bạn là một người tự lực cánh sinh và bạn không muốn phụ thuộc dựa dẫm vào người khác, có thể là tiền từ cái lợi nhuận đầu tư của bạn, hoặc là có thể ai đó trả tiền cho bạn, hoặc hỗ trợ tiền bạc cho bạn hay gì đó, đem đến bạn món tiền, có thể là người nữ này nữa ha, giúp bạn có sự gọi là thoải mái, đầy đủ sung túc vật chất trong cái ngày thứ tư này ha. Nói chung là làm như là cái món tiền này, nếu mà điều bạn mơ ước hổng rày á, thì nó sẽ trở thành sự thật ha. Mình thấy một số bạn sẽ có cái sự nghiêng về giá trị tinh thần, bạn sẽ tìm thấy sự yên bình cho bên tâm trí, bạn không thích cái sự bon chen trong cuộc sống này nữa ha. Một số bạn sẽ có sự gọi là đi dạo lấy lại được cái năng lượng, đi hít thở không khí trong lành, hoặc vui chơi với thú cưng ngày này nữa. Thấy công việc phát triển tốt đẹp, có tiền bạc nè, phải cần phải có sự thấu suốt mọi điều, tiết chế chừng mực là ăn tiếng nói nè, có cái sự hy vọng ở đây nè, có sự lạc quan tích cực nè, đồng thời là một số bạn sẽ nổi tiếng nữa nè, đồng thời là các bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ, lời khuyên, động lực từ một người phụ nữ khá chín chắn trưởng thành ha, họ sẽ giúp cho bạn ha. Sự yêu thương, hoặc một người sếp nữ họ sẽ trả tiền lương cho các bạn kiểu vậy ha. Rồi mình xin lời khuyên cho các bạn tụ ba ha. Bạn hãy chặt đứt hết những cái sự suy nghĩ tiêu cực ở trong bạn đi nha. Hãy luôn tự tin. Phép màu luôn xảy ra nếu bạn có niềm tin nha. Có niềm hy vọng nào đó xảy ra cuộc sống của bạn trong ngày thứ tư này. Bạn có sự san sẻ với muốn giúp đỡ người khác. Bạn là một người có cái tâm hồn rất là rộng lượng, có cái sự nhân từ ha. Và có thể là bạn có được số tiền này, bạn cũng sẽ có cái việc đi làm từ thiện hay gì đó nè. Lời khuyên cho các bạn tụ ba. Wow! Community, một số bạn làm việc trong cái lĩnh vực mà liên quan đến cộng đồng, có thể là bạn khá nổi tiếng trong cộng đồng của bạn, bạn là một người sáng tạo ha, thì công việc của bạn hôm nay rất là đầy sự phấn khởi, vui vẻ, đầy cái óc sự sáng tạo, ý tưởng độc đáo, đạt được nhiều thành công, được là sự nổi tiếng, được ngưỡng mộ, sự khen ngợi từ nhiều người. Thì bạn là một người sáng tạo đầy quyền năng nè. Công việc của bạn mang đến niềm vui cho mọi người, những điều bạn chạm vào nó đều mang đến một kết quả rất là tốt đẹp. Hãy mở rộng cái sự đón nhận những cái điều ngọt ngào đến với cuộc sống của các bạn. Bạn chính là bậc thầy của phước lành, bạn có khả năng thu hút những điều tốt đẹp đến với cuộc sống của bạn. Đòi hỏi bạn phải có niềm tin, có sự lạc quan trong cuộc sống này. Hãy là một người biết tận hưởng cuộc sống này, hãy luôn có những suy nghĩ tích cực và hãy có cái sự khôn ngoan, lý trí. Tự tin, cố gắng thì bạn sẽ thành công thôi. Wow, các bạn tụ ba này tỏa sáng trong ngày thứ tư này ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn.